Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các anh chị, tôi là Luật sư Vlog. Chủ đề của ngày hôm nay chúng ta muốn nói chuyện là có hai chủ đề ha. Chủ đề thứ nhất là tôi cũng xin phép là chia sẻ về một số về cái kiến thức chuyên môn đối với cái cô luật sư rất nổi tiếng trên mạng xã hội kia. Câu chuyện thứ hai đó chính là việc ngày hôm qua thì cơ quan chức năng cũng đã thông báo là họ đã ra cái bản cáo trạng đối với những người tại tỉnh Thất Bồng Lai. Và bây giờ thì câu chuyện đầu tiên tôi xin phép là chia sẻ với cái cô luật sư rất nổi tiếng trên mạng xã hội kia. Cái cô đó là rất nổi tiếng về câu chuyện chia sẻ kiến thức pháp luật về vấn đề là trẻ em mồ côi. Thật sự ra thì mỗi lần mà tôi vô tình tôi lướt qua một cái video clip nào của cô ta đó thì tôi thấy rằng là thật sự tôi là tim đập chân rung mỗi khi cô ta có nói về các vấn đề liên quan đến pháp luật. Và thật sự thì tim đập chân rung đến đâu thì sai sót đến đó. Thật sự thì cách nay cũng là 2 hôm thôi thì tôi có nghe một cái đoạn video clip của cô ta có chia sẻ lên mạng xã hội đó, khi mà cô ta nói về cái câu chuyện của Lê Thanh Minh Tùng là tố thầy ông cố nội là lụm lon. Và cô ta giải thích rằng là nếu mà muốn người ta biết người ta có lụm lon hay không và muốn biết là có vợ hay không đó thì rất là dễ dàng. Cô ta yêu cầu và hướng dẫn rằng là lên sở tư pháp để xin cấp tờ giấy, đó chính là phiếu lý lịch tư pháp số 2. Tôi nghe rất rõ ha. Và trên tờ giấy phiếu lý lịch tư pháp số 2 đó sẽ thể hiện rõ là vợ chồng cha con nằm tất tần tật trong đó luôn. Và tôi xin phép là khẳng định lại, phiếu lý lịch tư pháp nó không phải dành cho mục đích là biết vợ chồng của những người có liên quan, của những người có tên trên phiếu đó. Rõ ràng phiếu lý lịch tư pháp là một trong những phiếu lý lịch cho chính bản thân của mỗi người. Và phiếu lý lịch tư pháp nó có 2 loại. Loại thứ nhất thì nó dành cho những trường hợp là xóa án tích, có án tích hay không. Và loại thứ hai đó là dành cho trường hợp những người có thể là bị cấm đảm nhiệm các chức vụ. Và nội dung này nó đã được quy định rất cụ thể trong cái khoản 1 điều 2 luật lý lịch tư pháp số 28 ban hành năm 2009, Quốc hội khóa 12. Tôi xin phép là đọc giải nghĩa lại ha. Phiếu lý lịch tư pháp nó bao gồm là 2 phiếu. Phiếu thứ nhất là phiếu số 1, là phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa. Thông tin về việc đảm nhận chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu. Và trong trường hợp thực hiện phiếu lý lịch tư pháp số 1 này, chúng ta có quyền là nhờ người thân đứng trong hộ khẩu của mình hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con cái thực hiện giùm cho chúng ta vẫn được. Và trường hợp phiếu số 2 thì bắt buộc mỗi cá nhân là phải đi làm, không được ủy quyền. Bởi vì đó là phiếu lý lịch tư pháp số 2 là cái phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa, và thông tin về việc cấm đảm nhận chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Và như vậy thì phiếu lý lịch tư pháp số 2 nó ghi đầy đủ tất cả về án tích cũng như là xóa án tích của chúng ta. Và vì vậy tôi thì cũng đã từng thực hiện cái phiếu lý lịch tư pháp rồi. Tuy nhiên ở trên phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì hoàn toàn không có ghi tên, họ tên, cha mẹ hoặc là con cái của chúng ta. Tuy nhiên phiếu số 2 thì họ có ghi, nhưng mục đích của phiếu lý lịch tư pháp nó không nhằm mục đích là liệt kê tên của cha mẹ, vợ chồng, con cái, mà cụ thể hơn thì phiếu lý lịch tư pháp số 2 đó là nó ghi về các án tích của chúng ta nếu có, hoặc là số án tích của chúng ta nếu có. Đặc biệt nó còn thể hiện thêm cả cái nội dung là chúng ta có bị cấm đảm nhận chức vụ theo quy định của pháp luật hay là không. Tuy nhiên thì trong phiếu lý lịch tư pháp số 2 nó có thể hiện cái phần là cha mẹ, con cái hoặc là vợ chồng của chúng ta nằm trong phiếu lý lịch tư pháp số 2, nhưng nó không phải là cái phần quan trọng chủ yếu của phiếu lý lịch tư pháp, mà phiếu lý lịch tư pháp số 2 mục đích là chỉ thể hiện việc chúng ta có án tích hay không, có số án tích hay là không, và chúng ta có bị cấm đảm nhận chức vụ và quyền hạn hay là không. Tuy nhiên ở đây đó thì cái cô luật sư đó giải thích là phiếu lý lịch tư pháp số 2 là có thể hiện cha mẹ, vợ chồng, con cái nằm trong đó là đúng chỉ một phần thôi, nhưng giải thích sai về cái nội dung. Nội dung là mục đích là phiếu lý lịch tư pháp số 2 thể hiện cái việc chúng ta có án tích hay là không có án tích, có xóa hay là không xóa, có bị cấm đảm nhận chức vụ và quyền hạn hay là không. Còn cái việc giải thích rằng là lấy phiếu lý lịch tư pháp số 2 là biết được vợ chồng con cái là ai nằm trong đó đó, thật sự thì cái lời giải thích đó nó hoàn toàn là không có căn cứ cũng như là không có cơ sở. Thật sự ra cái việc mà chúng ta muốn biết một người nào đó có vợ, có chồng, có con, có cái hay là không đó rất đơn giản. Chúng ta cứ đến Ủy ban Nhân dân cấp xã phường, cái nơi đó chính là cái nơi chúng ta có đăng ký kết hôn với vợ hoặc chồng của chúng ta, hoặc là cái nơi đó chính là cái nơi chúng ta khai sinh ra con cái của mình.
Và để biết được rằng một người là có vợ, có chồng hay là không đó, chúng ta thường xuyên đến là nơi cư trú của người đó, chính xác hơn là nơi người đó có hộ khẩu thường trú, thì sẽ biết xác định được người đó có vợ chồng hay là không, và đến cán bộ hộ tịch để xem người đó có con cái hay là không. Bởi vì khai sinh ra một đứa trẻ là ở đâu? Là ở Ủy ban Nhân dân cấp xã. Thật sự ra thì phiếu lý lịch tư pháp đó bản thân là nguồn gốc về vợ chồng con cái, họ cũng sẽ lấy thông tin từ phía của Ủy ban Nhân dân phường lên bổ sung vào cái phiếu lý lịch tư pháp đó. Cho nên vì vậy, căn cứ vào cái phiếu lý lịch tư pháp số 2, nhìn vào trong đó thấy có vợ chồng con cái và nói rằng phiếu lý lịch tư pháp số 2 này cung cấp nội dung thông tin về vợ chồng con cái là sai. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 chỉ cung cấp mục đích chính, đó chính là việc chúng ta có an tích hay là không, có số an tích hay là không, và có bị cấm đảm nhận chức vụ và quyền hạn hay là không. Chứ không phải phiếu lý lịch tư pháp số 2 là cung cấp cho chúng ta một cái thông tin là về vợ chồng con cái ha. Mà muốn biết vợ chồng con cái của một người nào đó đó, chúng ta phải đến cái nơi là Ủy ban Nhân dân cấp phường xã, nơi người đó có hộ khẩu thường trú. Giải thích như vậy mới chính xác. Và câu chuyện thứ hai hôm nay tôi muốn chia sẻ, đó chính là ngày hôm qua thì cơ quan chức năng cũng đã cho một cái thông báo là Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can tại tỉnh Thất Bồng Lai ra ngoài Tòa án Nhân dân của huyện Đức Hòa. Thật sự ra thì cái nội dung cáo trạng được ban hành vào ngày 8 tây tháng 6 năm 2022, chứ không phải ngày hôm qua là ngày 9 tháng 6 đâu. Tuy nhiên là sau khi ban hành xong rồi thì họ mới cung cấp thông tin này cho phía của báo chí. Và như vậy thì báo Tuổi Trẻ ngày hôm qua cũng đã đăng nội dung này. Tôi xin phép là đọc lại toàn văn của báo Tuổi Trẻ để cung cấp thêm cho các bạn những thông tin mới nhất về cáo trạng của tỉnh Thất Bồng Lai đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An ban hành vào ngày 8 tháng 6 năm 2022 nha. Nội dung bài báo được đăng vào ngày là 9 tháng 6 năm 2022 vào lúc là 17 giờ 19 phút, có nghĩa là buổi chiều ngày hôm qua. Nội dung đó chính là Viện Kiểm sát truy tố 6 người trong vụ án tỉnh Thất Bồng Lai. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã có bản cáo trạng truy tố 6 người trong vụ án tỉnh Thất Bồng Lai. Riêng bị can Lê Thu Vân hiện chưa tìm được nên tách riêng ra vụ án khác, bắt được sẽ xử lý sau. Và như vậy thì người ta dùng cái câu là bắt được sẽ xử lý sau, có nghĩa là có thể trong thời gian tới cơ quan chức năng sẽ phát lệnh truy nã bà Lê Thu Vân này. Và trong trường hợp là bắt này đó là bắt khẩn cấp, cho nên thì có thể dựa vào thông tin của cơ quan chức năng cung cấp thì báo viết rất rõ, đó chính là bắt được sẽ xử lý sau, và cái khả năng cao nhất đó chính là phát lệnh truy nã đối với bà Lê Thu Vân ha. Ngày 9 tháng 6, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An cho biết đơn vị này đã ra cáo trạng quyết định truy tố ra trước Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An để xét xử các bị can Lê Tùng Vân 90 tuổi, Lê Thanh Hoàng Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi, bà Cao Thị Cúc 62 tuổi về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại khoản 2 điều 331. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Và như vậy thì Viện Kiểm sát đã truy tố những người này, những bị can tại tỉnh Thất Bồng Lai ra Tòa án Nhân dân của huyện Đức Hòa. Trước đây thì tôi có nói là có thể là Viện Kiểm sát sẽ truy tố ra Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Tuy nhiên thì trong trường hợp này, cơ quan chức năng là không truy tố ra Tòa án của tỉnh Long An mà truy tố về huyện Đức Hòa. Và như vậy họ căn cứ vào đâu để họ truy tố về huyện Đức Hòa? Chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc và chia sẻ câu chuyện pháp luật này tại buổi livestream tối ngày hôm nay nha. Tiếp tục, kết luận của cáo trạng cho thấy xuất phát từ động cơ lợi dụng quyền tự do ngôn luận để viết, chia sẻ, đăng tải tự do tín ngưỡng tôn giáo của ông Lê Tùng Vân. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, các bị can đã sử dụng các phương tiện điện tử như là máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội Facebook và YouTube, cũng như là các trang cá nhân được đăng ký sử dụng có chứa đựng thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thích Nhật Từ, đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn tại địa phương. Cụ thể, vào năm 2016, các bị can cùng một số người khác đã đến trú tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do bị can Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Bị can Lê Tùng Vân đến đây thành lập cơ sở tu tại gia theo Phật giáo, lấy tên là tỉnh Thất Bồng Lai nhưng không được các ngành chức năng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An công nhận. Và như vậy thì cáo trạng cũng đã viết rất rõ, đó chính là ông Lê Tùng Vân biến cái thiền am bên bờ vũ trụ này là một nơi tu hành nhưng
không được nhà chức trách là công nhận và tu theo Phật giáo. Người ta khẳng định là ông Lê Tùng Vân đã tu theo Phật giáo ha. Cơ quan chức năng xác định rất rõ ràng và kể từ hôm nay rõ ràng chúng ta có một góc nhìn khác về cái đạo ông Lê Tùng Vân đang tu, đó chính là tu theo Phật giáo. Chúng ta tiếp tục với bài báo. Do đó, bị can Vân đổi tên cơ sở này thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ để tiếp tục hoạt động với vai trò là người tổ chức, quyết định, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động. Bị can Vân đã phân công vai trò, nhiệm vụ cho các bị can Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương và một người cùng cư trú tại đây là Lê Thanh Nhất Tuệ viết kịch bản, tập hát, vân vân và tạo một số tài khoản trên mạng xã hội để đăng những sinh hoạt, hành động tại đây. Quá trình tạo ra các video clip đều thông qua ý kiến của bị can Lê Tùng Vân. Từ đây, việc lên ý tưởng, nội dung, vân vân, sau khi video clip làm xong đều đưa cho bị can Lê Tùng Vân xem, thống nhất, đồng ý thì mới được đăng lên mạng truyền thông để cộng đồng xem, bình luận. Bị can Cao Thị Cúc quản lý việc thu chi sinh hoạt trong hộ, tổng cộng có 5 video clip và một bài viết trên mạng xã hội Facebook và YouTube của nhóm người này được phân tích, giám định và xác định là hành vi có tổ chức vi phạm khoản 2 điều số 331. Cả 6 bị can đều mang tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên. Riêng bị can Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Và tại tình huống này thì tôi rất là quan ngại cho phía các người khác tại tỉnh Thất Bồng Lai. Không biết rằng là Trùng Dương đã khai những gì đối với những người còn lại. Và như vậy, nếu trong trường hợp như là báo chí cách nay mấy ngày có biết đó, là có thể cơ quan chức năng sẽ khởi tố điều tra thêm một số tội danh khác nữa. Ví dụ như là lụm lon nè, ví dụ như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản nè. Mà những lời khai của Trùng Dương mà có liên quan đến những vấn đề đó thì có thể cơ quan chức năng, nếu căn cứ vào đó mà có cơ sở thì họ sẽ tiến hành điều tra mở rộng ra. Và rất có thể những tội danh khác mà Trùng Dương có khai đó mà nó phù hợp chứng cứ thì cơ quan chức năng sẽ khởi tố thêm các vụ án khác nữa. Bị can Lê Thu Vân là người đã cùng các thành viên tại đây chăm sóc, dạy học cho các cháu nhỏ, nấu ăn, vân vân, cũng đã được khởi tố với các tội danh vào ngày 10 tháng 5. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An chưa tìm được nên đã có quyết định tách ra một vụ án hình sự khác, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Còn đối với những người khác có liên quan cùng cư trú trong tỉnh Thất Bồng Lai, do không biết các hành vi của các bị can là vi phạm pháp luật nên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An cho rằng việc cơ quan an ninh điều tra không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự là phù hợp. Và như vậy là đã rõ thì cơ quan chức năng là Viện Kiểm sát cũng đã ban hành bản cáo trạng dài 15 trang để gửi cho Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, cũng như là các chứng cứ, cũng như là các tài liệu có liên quan. Tổng cộng thì có khoảng đâu đó, tôi nhớ không nhầm là có khoảng 4 năm sắp hồ sơ gì đó, rất là nhiều ha. Và với quan điểm của tôi thì lúc trước tôi nghĩ rằng là đối với vụ án phức tạp như thế này đó, thì cơ quan chức năng cũng phải cần là một tháng để có thể là ra được cái bản cáo trạng. Tuy nhiên thì các anh em chiến sĩ tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An ngày đêm làm việc thì mới có thể là ra được bản cáo trạng này trong vòng là khoảng một tuần thôi. Chúng ta biết thì cách này cũng khoảng là vài ngày, chúng ta thấy đó, thì cơ quan an ninh điều tra cũng đã gửi hồ sơ qua cho Viện Kiểm sát là khoảng là ngày 2 hay là ngày 3 của tháng 6. Thì hôm nay là ngày 10 rồi, nhưng mà thật sự thì cái bản cáo trạng này nó có từ ngày 8 tháng 6 năm 2022, có nghĩa là khoảng là 5 ngày thôi thì cơ quan chức năng cũng đã hoàn tất cái bản cáo trạng này. Tôi nghĩ rằng đó chính là một cái sự nỗ lực rất lớn từ phía của các chiến sĩ công an cũng như là các chiến sĩ tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An. Họ đã ngày đêm làm việc để ra được cái bản cáo trạng này và gửi cho Tòa án Nhân dân có thẩm quyền để tiến hành xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Đó chính là tinh thần làm việc rất cao, đấu tranh phòng chống tội phạm của cơ quan chức năng Công an tỉnh Long An cũng như là cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An. Và khi nào mà có được cái nội dung bản cáo trạng trong tay đó thì tôi sẽ phân tích bình luận trên cái góc nhìn của tôi về vụ án tỉnh Thất Bồng Lai cũng như là căn cứ pháp luật để cơ quan chức năng là ra được cái bản cáo trạng này cho quý vị xem ha. Và tối ngày hôm nay vào lúc là 19:30, tôi sẽ cùng các chị chia sẻ về câu chuyện, đó chính là vì sao cơ quan chức năng là Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An không gửi hồ sơ qua cho bên Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đưa ra xét xử mà họ lại gửi về cho Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tỉnh Long An xét xử sơ thẩm vụ án này. Và nội dung của video ngày hôm nay đến đây sẽ phép được kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh Luật sư Vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta gặp nhau vào lúc là 19:30 tối nay nha. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.